mọi người. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người các cái phương pháp phá thô trong phần lập trình file 3D trong Mastercam ha. Thì đối với phá thô trong Mastercam thì nó cho bạn khá là nhiều phương pháp và các phương pháp phá tinh này. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu các chức năng của các phương pháp này ha, các cái chu trình gia công này. Và sau đó mình sẽ đi vào các cái tính năng này ha, mỗi sản phẩm mình sẽ cho bạn một cái kiểu gia công như vậy để làm sao có hợp lý nhất. Và sau đó sau khi mà mình sẽ hướng dẫn các cái video về các cái hướng dẫn về các cái chu trình này này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người về gia công hoàn thiện của sản phẩm nào đó nhé. Rồi thì đầu tiên mình tìm hiểu về phương pháp Optiral ha, phá thô. Thì đối với phương pháp Optiral này nó sẽ hỗ trợ cho mọi người, đó chính là cắt bỏ một lượng lớn vật liệu nhé, lượng lớn vật liệu theo nhiều hướng khác nhau, và chiều sâu này thì mình có thể thay đổi trong cái quá trình mình cắt, được chưa? Còn đối với theo kiểu pocket này này, pocket này nó cũng cắt bỏ một lượng lớn vật liệu nhé, nhưng mà một cách nhanh chóng, nhưng mà theo một cái đường chạy dao phẳng á, nhưng mà những cái lớp cắt này nó không đổi, chưa? Còn project này có nghĩa là cắt theo cái kiểu là chiếu xuống nhé, thường để khắc chữ hoặc là một cái geometry cái gì đấy mình chiếu xuống á. Thì phương pháp này thì thường là dùng để khắc chữ, chưa? Còn phương pháp phá thô theo kiểu parallel mọi người mới nghe có nghĩa là song song đúng không? Thì có nghĩa đó chính là nó sẽ parallel thì nó sẽ cắt một lượng lớn ha, vật liệu theo chiều song song với các phương. Song song thì có thể là song song theo phương x hoặc là theo phương y, chưa? Theo phong ha, hai phương x và y, ok chưa? Còn phương pháp loom có nghĩa là loom nghĩa là nhấn ha, nhấn. Phương pháp này có nghĩa là cắt bỏ một cái lượng lớn vật liệu theo nhấn, phương pháp nhấn theo phương z ha, được chưa? Nó cũng tương tự với phương pháp đó chính là phương pháp áp lực milling như trong phần lấy kem ha. Và phương pháp tiếp theo đó chính là multi surface pocket ha, multi surface có nghĩa là gia công nhiều bề mặt ha, có nghĩa là nó cho phép chúng ta cắt bỏ một cái lượng lớn vật liệu bằng cách gia công nhiều bề mặt. Multi là nhiều ha, multi là nhiều, còn ít ha, các hốc ít hốc thì mọi người dùng pocket, còn nhiều thì mọi người gọi là multi surface pocket, có nghĩa là gia công nhiều cái hốc ha, ok, nhiều các bề mặt. Còn phương pháp tiếp theo đó chính là aerial drawing. Phương pháp này đó chính là gia công một cái khối lồi ha, lồi giống như thế này, chắc chắn là mình sử dụng aerial milling và nó sẽ là nội suy biên dạng, nội suy nó sẽ bám theo biên dạng của mình, được chưa? Thì đó là tổng quan về các phương pháp trong phần phá thô ha. Thì đầu tiên các phương pháp tinh thì nó cũng tương tự như vậy ha, nhìn vào đây mọi người cũng có thể hình dung được. Đối với phương pháp đi tinh thì nó cho bạn theo kiểu là waterline ha. Waterline này đó chính là gia công theo một cái đường cong profile ha, nghĩa là nó đi theo biên dạng ha, đi theo biên dạng thì nhưng mà cái độ cong, độ dốc của nó ha, độ dốc của nó không vượt quá 90 độ nhé. Thường thì người ta gia công theo kiểu waterline này theo biên dạng profile từ 30 đến 90 độ, được chưa? Còn phương pháp raster ha, raster này mình dùng khá là nhiều. Raster là gia công các cái bề mặt có cái độ nghiêng ha, thường là bé hơn 30 độ ha, bé hơn 30 độ người ta dùng cái này, được chưa? Ok, high speed thì nó cũng tương tự như vậy ha, gia công cái bề mặt có độ nghiêng, độ nhấp nhô nhỏ ha, hai phương pháp này, được chưa? Pencil có nghĩa là gia công lại cái lượng vật liệu do các cái chu trình hoặc các cái nguyên công trước để lại ha, có nghĩa là nó vét lại cái lượng dư do con dao trước ha, con dao lớn sử dụng con dao nhỏ đi lại ha, phương pháp này dùng khá là nhiều. Blend, phương pháp blend này thì gia công các bề mặt có độ cong ha, độ cong uốn ha, còn tua thì khá là dễ, nó đi theo bên dạng profile horizontal ha, có nghĩa là theo một cái bề mặt theo mặt phẳng ha, theo phương ngang ha, horizontal theo phương ngang, chưa? Theo phương ngang với dạng mặt phẳng có nghĩa là mình kết hợp giữa gia công này, nó cũng kiểu kiểu giống như là gia công các cái mặt phẳng này này, theo những mặt phẳng này mình sử dụng horizontal, được chưa? Còn scallop thì đó chính là gia công một cái vật liệu ha, gia công cái lượng dư vật liệu do các cái nguyên công để lại, có nghĩa là mình sử dụng nguyên công này để vét lại lượng dư do các nguyên công khác để lại, nó cũng tương tự như thế này ha. Thường thì pencil nào nó đi lại các góc của cái này, nó đi lại cái lượng vật liệu lớn do các con dao khác để lại ha. Project thì thường là đi tinh của chu trình project thô trên này, khắc chữ hoặc là geometry nào mình chiếu xuống một cái bề mặt. Rồi flowline ha, phương pháp này thì mình cũng khá là hay dùng. Flowline đó chính là gia công với dạng có đường 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 ống ha. Thường là các cái chi tiết mà mọi người sử dụng lại revolve nhé, các cái đường ống các trụ tròn thì mình sử dụng flowline. Spiral đây đó chính là gia công cái dạng tròn ha, hình xoắn ốc, chưa, bên dạng tròn mà gia công theo kiểu hình xoắn ốc ha, đây, xoắn xoắn xoắn, chưa. Radial, phương pháp này nó phải là đi qua tâm ha, cũng là bên dạng dạng tròn nhưng mà nó phải đi qua tâm và nó phải là hướng tâm,
nó phải bắt buộc là mọi người phải xác định được điểm tâm. Điểm tâm là nó sẽ ra công hướng tâm và nó sẽ ra công xung quanh đó, ok chưa? Thì đó là tổng quan về các cái phương pháp và ý nghĩa của nó, được chưa? Thì mình đi vào tìm hiểu chu trình gia công đầu tiên, đó chính là chu trình gia công theo kiểu Octiral. Octiral đó chính là cắt một lượng lớn vật liệu theo nhiều hướng khác nhau ha. Chiều sau mình có thể thay đổi trong quá trình cắt. Thì đầu tiên thì mọi người nhớ là phải thiết lập hệ trục tọa độ gia công này và hệ trục tọa độ gia công phôi sản phẩm bất cứ nhé. Được chưa? Còn cái đồ gá này thì mọi người thiết lập cũng được, không thiết lập cũng chả sao ha. Nhưng quan trọng nhất đó chính là hệ trục tọa độ gia công. Các bước này thì mình không hướng dẫn lại nữa, nó cũng khá là đơn giản, mọi người phải xem lại các cái mình đã hướng dẫn mọi người trong phần 2D ha, nó rất là kỹ, mọi người ấy thì mọi người phải xem lại, ok chưa? Rồi thì đầu tiên mình bây giờ mình đi vào tìm hiểu ha. Ở đây mọi người có thể kích trực tiếp vào hoặc là chọn vào phần toolpath này, chọn vào toolpath thì kích phải chọn là new toolpath, chọn là ấy cũng được ha, ở đây round survey round chọn là phương pháp đó cũng được, hoặc là mọi người kích trực tiếp vào đây, ok chưa? Thì đôi khi ở ngoài này thì nó có, trong này không có thì mọi người có thể chọn là một trong hai ha. Thì hộp thoại này nó khá là nhỏ nên là nó không hiển thị hết cho mọi người được. Ok rồi, thì sau khi kích vào thì nó hiển thị cho bạn hộp thoại như thế này ha, có nghĩa là gia công tốc độ cao. Toolpath thay thì là phương pháp là phá thô theo kiểu là dynamic optical ha, nó có hai kiểu như vậy, optical ha, mình đã nói rồi ý nghĩa chính của nó. Tiếp tục đó chính là cái hộp thoại này, nó có hai hộp thoại, thứ nhất là margin geometry, thiết lập vùng cần gia công và avoid geometry, có nghĩa là ở đây thì mọi người có thể thiết lập đồ gá kiểu ở trong này ha. Ok thì ở đây muốn thiết lập cho nó thì mọi người kích vào do mũi tên nhá, select country nhé. Thì ở đây mọi người chú ý là nên tạo cho nó các level, nhưng mà ở đây thì mình chưa tạo level ha, cả quét ha, kích phải mọi người đưa về mặt phân này, tốt right nhớ, rồi mọi người quét này. Đấy, rất là đơn giản đấy, nó tự động bắt cho mọi người ha, đó chưa đấy, tích ok and selection này, được chưa? Và nhớ là cái world stop và floor stop thì mọi người phải thiết lập cho nó nhé. Cái này nó liên quan đến cái thằng là lượng dư, lượng dư thì mọi người thiết lập ở trong này, được chưa? Dư thành và đáy ha, vua thành này ha. Thô thì mình sử dụng con dao khá là lớn thì mọi người thấy lượng dư của nó là bằng một. Toolpath control thì mọi người chọn cho nó cái đường biên ha, đường biên giới hạn ha. Đây đây thì mọi người chọn cho mình cái đường biên xung quanh này ha, có nghĩa là cái đường bao lớn nhất của nó mọi người chọn vào, được chưa? Ở đây mọi người tích ok cho mình ha, tạm thời tích ok đi. Ở đây mọi người lấy lại đường biên này cho mình nhé, lấy lại đường biên bằng cách là tạm thời mình chưa thiết lập gì cả thì nó vẫn thiết ấy cho mình, nhưng mà từ từ mọi người chọn là home này, mọi người chọn vào thẻ là vào 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 thẻ white name, mọi người chọn là cup on angle ha, lấy lại được dạng này cho mình chưa. Đấy, nhiều trường hợp thì mọi người bắt được nhưng mà nhiều trường hợp máy nó loát không kịp thì nó bắt không được ha. Ok rồi, tiếp tục mọi người kích vào parameter để thiết lập lại cho mình ha, được chưa? Ở đây mọi người ấn được chạy dao này đi ha, mà mình chưa thiết lập gì mà nó đã tự động tạo cho bạn rồi. Ok mọi người chọn vào geometry, mọi người chọn vào phần là kích vào ha, chọn vào phần là toolpath này, chọn vào phần boundary chain này, được chưa? Chọn vào đường chain này cho mình, được chưa? Chọn vào đường chain chính là cái đường bao lớn nhất của mình này, được chưa? Sau tích ok, nhớ phải tích vào nhá, được chưa? Thì ở đây thì nó có là cắt ở ngoài phía trong, thì cái này mình tạm thời để mặc định ha, mặc định cắt chọn là center để nó đi hết các cái đường này, được chưa? Nó cắt theo tâm dao nhé, được chưa? Tâm dao mà nó sẽ đi dọc theo cái đường biên đó. Tôn thì mọi người chọn cho mình ha, nếu bạn nào mà chưa ấy thì ấy mà còn không thì mọi người phải chọn vào select library, lấy một con dao trong thư viện hoặc tạo mới, thì mọi người chọn filter để mà mình chọn bộ lọc. Ở đây chắc chắn là sử dụng con dao Enmil và dao phẳng, được chưa? Thì ok, thì đối với chu trình đầu tiên thì mọi người có thể sử dụng con dao lớn một chút, ví dụ như con dao D20 ha, chú ý cái đường kính D20, thì ok, được chưa? Tôn dimension chính là đường kính con dao, con radius chính là bán kính này. Cái bán kính của dao ha, ở đây thì mình có dao phẳng thì không cần, được chưa? Tên thì mọi người có thể đổi tên các thứ nhé. Tôn thăng có nghĩa là số thứ tự, cái này đó chính là số thứ tự dao của mình nhé. Còn lan offset có nghĩa là chiều dài offset dao, được chưa? Here là đây chính là số thứ tự đầu dao ha. Còn dimension offset đó chính là đường kính dao offset của mình. Mọi người chú ý cho mình cái khu vực này này. Thường thì mọi người cái này thì một thì tra trách, hai là chọn theo kinh nghiệm các thứ, như đây thường mọi người phải tra trách, chưa? Ở đây thì nó có các cái thông số, thứ nhất là quay cùng chiều hay là ngược chiều này, được chưa? Thì mình chọn là cùng chiều kim đồng hồ này, rồi sau này nó liên quan đến cái thằng là mình xuất code rồi nhé, nên mọi người chọn cùng chiều hay ngược chiều nó cũng khá là ok. Rồi phía Z đây chính là cái thằng
Chữ Z đây chính là cái bước tiến dao ngang nhé. Thì đây mọi người để cho mình, đối với con dao ngang này, con dao 20 thì mọi người để cho mình là 1600. Ok, 1600. Còn tốc độ quay trục chính của con dao này mọi người, gia công nhanh thì mọi người để cho mình là 8000 ha, tốc độ cao. Ok, volume raster đây chính là cái thằng bước tiến xuống dao của mình ha. Đây mọi người để cho mình là 500. Và retract đây chính là cái thằng bước tiến lùi dao, mọi người để cho mình là 2000. Ok. Rồi, đó là các cái thông số trong phần thiết lập dao. Ok, mọi người chú ý cho mình cái khu vực này. Rồi, ok. Order thì mọi người chọn cho mình một cái cán dao bất kỳ, nó cũng không quan trọng lắm. Stock là vay vét ha, đối với chu trình đầu tiên thì mình không cần nhé. Được chưa? Cắt parameter thì mọi người thiết lập các cái thông số cắt. Các cái thông số cắt này thì nó cũng khá là quan trọng. Được chưa? Thì trong phần cắt thai này thì có cho bạn cắt cắt method là phương pháp cắt, cắt thuận, cắt nghịch hay là cắt theo kiểu zigzag, thì mọi người chọn cắt thuận này. Được chưa? Tiếp component đấy chính là cái thằng là bù bán kính. Thì đây con dao phẳng thì mọi người chọn nào cũng được, cái này nó ảnh hưởng khi mọi người sử dụng con dao bốn đó, nhưng mà ở đây thì mọi người chọn nào cũng được ha. Nhưng mà ở đây thì mọi người chọn là theo đỉnh dao này ha, hoặc là tâm dao. Thì con dao phẳng thì nó cũng không quan trọng lắm ha. Optimize setup, optimize có nghĩa là tối ưu hóa ha, tối ưu hóa cái chiều sâu cắt của mình. Được chưa? Chiều sâu cắt theo tối ưu hóa cái chiều sâu cắt thì mọi người chọn là by deep cho mình. Được chưa? Optimize step down thì đó chính là tối ưu hóa cái bước xuống dao của mình dựa vào vật liệu ha, dựa vào vật liệu mình cần cắt. Chưa? Cái này là liên quan đến phần tối ưu, mọi người để mặc định cho mình cái thông số này. Được chưa? Ở đây thì nó tính theo phần trăm nhé, thông số này nó tính theo phần trăm, còn số này nó tính theo mili nhé. Được chưa? Thì ở đây bước xịt dao ngang thì mọi người để cho mình là từ 50 ha, bên bên Eric mình cũng nói ha, 50 đến 70% đúng không? Thì mọi người để cho mình 50 đến 70% là được. Rồi 60% được ha. Còn cái step down này thì mọi người ở đây ha, thông số bên này tính theo mili nhé, thông số bên này nó tính theo phần trăm nhé. Được chưa? Thì đối với vật liệu dạng vật liệu cứng thì mọi người để cho mình là 0.5, còn là dạng nhôm ấy thì mọi người để có thể cho nó lên một chút 0.8. Được chưa? Còn vật liệu mà thuộc dạng thép cứng một chút thì mọi người phá thô xuống, mỗi nhát xuống của nó 0.5 thôi. Ok chưa? Còn vật liệu mà nó mềm như nhôm nó thì 0.8 hoặc là 1 cũng được nhé. Ok. Rồi, còn cái bước xịt dao ngang ha, trên là xịt dao ngang theo phương X chưa? Còn cái này là theo phương Z nhé. Chưa? Đó, nó khá là quan trọng. Ok. Rồi, medium toolpath đó chính là medium đó chính là bán kính cái đường chạy dao tối thiểu ha. Những cái thông số này thì mọi người có thể để mặc định cho mình ha. Ok. Một transition đấy chính là cái phần vào dao ha, theo kiểu xoắn ốc, được chưa? Bán kính xoắn ốc là bao nhiêu? Collision mặt phẳng an toàn để nó bắt đầu chạy theo kiểu xoắn ốc, được chưa? Góc để nó xoắn ốc là bao nhiêu? Nó tương tự với bước pitch, được chưa? Ok, thì các thông số này thì mọi người thể mặc định nha, tạm thời để mặc định cho mình. Step scallop thì đó chính là cái thằng này thì nó liên quan đến cái thằng nữa chính là liên quan đến cái thiết lập chiều sâu cắt của mình nhé. Những này thì mọi người có thể kết hợp ở các cái phương pháp gia công sau ha. Đối với phá thô đầu tiên thì mọi người không cần thiết nhé. Liking parameter thiết lập rào dao. Thì ở đây clearance plane này thì mọi người để cho mình mặt khoảng an toàn để 20 thôi, cách khoảng 20 thôi nhé. Còn đây là các cái phương pháp của nó ha. Full vertical retract. Full vertical retract này đó chính là đi lại toàn bộ theo chiều dọc của mặt phẳng an toàn, có nghĩa là nó lùi ra bề mặt an toàn của mình ha, cách một khoảng này bằng khoảng 20 thì nó sẽ lùi ra ra cái bề mặt an toàn của mình một khoảng bằng 20 luôn nhé. Còn các phương pháp này thì tí mình sẽ nói, được chưa? Ok, tạm thời mình để như vậy ha, để như vậy rồi lên luôn luôn là mặt tốt tốt. Ok, cô lần nước mọi người có thể bật nước lên. Ok rồi. Tính cho mình ha, tính tính đường chạy dao cho mình ha, tính lại đường chạy dao. Ok, tính lại đường chạy dao cho mình. À, mà sau đường chạy dao lên ha. Đây. Ok, đây, đường chạy dao của mình. Thì
cách một khoảng bằng 20 thì nó lùi dao khá là nhiều ha. Ok đó, thì ở đây thì mọi người có thể tạm thời mô phỏng nó bằng cách là mọi người chọn là mô phỏng ha, chọn là verify này, tạm thời mô phỏng nó như thế nào để xem kiểu chạy dao của nó ổn không, rồi mình sẽ có thể thay đổi linh hoạt các phương pháp của nó. Ok đây đấy. Rồi chờ một chút ha, rồi tiếp tục mọi người mô phỏng này đấy. Mình thiết lập cho nó so với phôi nó cắt một khoảng cách cách một khoảng khá là lớn ha, thì nó sẽ cắt 2.0 là do cái phôi của mình này nó lẻ, nó có là 38 chấm mấy thôi mà mình thiết lập lên 34 ha, thì nó cao một chút ha. Ok đấy, thì mọi người xem kết quả của nó chạy dao như thế nào, kiểu phôi dao, phương pháp chạy dao ha. Mọi người có thể thử các phương pháp chạy dao, phương pháp nào ổn định thì mọi người lấy ha, quan trọng nhất là mọi người chọn thiết lập cho nó hợp lý, đường chạy dao ổn định. Ok mình có thể tăng nhanh nhanh một chút ha. Và mình sẽ thử các cái phương pháp để xem nó ổn định hay không hoặc là như thế nào đó. Được chưa? Chờ một chút ha. Mọi người xem kết quả. Ok đây. Tổng thời gian của nó là 46 phút ha, 46 phút này 20 giây đấy, thì cái phương pháp phá thô này đó. Thì cái sản phẩm này nó khá là lớn ha, và số lần thời gian nó cũng khá là nhiều, chiều sâu mình cần cắt cũng khá là lớn đấy. Cái này thì mọi người có thể tăng cái tốc độ quay của trục chính lên nhé. Được chưa? Thì đây là một cái phương pháp gia công tốc độ cao mà. Ok, mình tiếp tục. Thì ở đây mọi người có thể thử với các phương pháp ha, dao của nó. Thì mình đã chọn là phương pháp là full vertical retract đúng không ạ? Thì đối với kiểu full vertical retract này nó ra lùi ra ra cái bề mặt an toàn cách một khoảng là bằng 20, được chưa? Thì mọi người có thể thử với hai phương pháp. Thứ nhất là minimum vertical retract. Minimum vertical retract này đó chính là rút rút lại theo cái bề mặt tối thiểu ha, thì mọi người chỉ cần chọn vào đây thiết lập cho nó, thì nó có hai kiểu, thứ nhất là theo hệ tọa độ tuyệt đối và hệ tọa độ tương đối, được chưa? Nếu mọi người tích vào đây thì nó mặc định là cách bề mặt cao nhất của nó một khoảng là bằng bao nhiêu đó thì mọi người thiết lập, được chưa? Còn nếu mọi người chọn là theo hệ tọa độ theo hệ tọa độ tương đối á, thì nó sẽ thay đổi liên tục theo cái chiều sâu cắt của mình, được chưa? Ví dụ như bây giờ mọi người chọn là bằng bằng 4 thì một khoảng mà an toàn là bằng 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 4 đi, ví dụ như vậy ha. Mọi người muốn giảm thiểu cái thời gian lôi dao của nó ra thì mọi người tính vào không? Mọi người tính lại đường chạy dao thì nó sẽ giảm được cái lượng lôi dao vào vào lôi dao ra rất là nhiều nhá, đó được chưa? Đấy thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều đấy, mọi người để ý này đấy, nó sẽ cách một khoảng bằng 4 thôi và nó sẽ thay đổi ha. Ok chưa? Đó thì đó là các cái phương pháp trong này ha, mọi người muốn giảm thiểu, ví dụ như giảm thiểu số lần rào dao của mình thì mọi người có thể chọn đó ba cái trường hợp này. Còn trường hợp tiếp theo đó chính là minimum deletion, đó chính là cái trường hợp cuối này thì nó cũng rất là hay, đó chính là khoảng cách tối thiểu của mình, thì nó lại có thêm cho bạn hai cái cut up và cut out, có nghĩa là cái combo của thằng vào và thằng ra, thằng lên và thằng xuống, được chưa? Đấy có nghĩa là thằng lên và thằng xuống, có nghĩa là cái combo của mình là bằng bao nhiêu đó, ví dụ như bo 10 này, bo 10 này. Đấy gặp phôi á, rồi là gì nữa, cách của khoảng an toàn là bằng bao nhiêu này. Đấy khoảng an toàn
so với phôi là bao nhiêu và mọi người sẽ thiết lập cho nó, được chưa? Đấy thì mọi người có thể thử với các cái phương pháp và mọi người tính lại đường chạy ra đó, thì xem cái nào mọi người tiết kiệm được thời gian cũng như là ấy, mà đường chạy ra ổn định thì mọi người thiết lập vào ha. Ok, như mình thì bình thường là để cho đó chế độ là full full vertical thì chắc ha, lôi dao ra bề mặt an toàn với khoảng bằng bấy nhiêu đây, được chưa? Có thì ba phương pháp này là vào dao và ra dao thì mọi người cũng gặp cho đó nhé, tùy chọn của mọi người. Thường mình thế này và cách một khoảng là bằng 20 theo để tạo độ tương đối ha, được chưa? Còn cái này là các cái thằng lead in ra của mình ha, vào ra thì nó có là linear entry exit, đó chính là vào và tiếp tuyến vào ha, vào nhưng mà nó tiếp tuyến theo, nhưng mà nó phải tăng dần nhé, intersectional này, tăng dần này. Vertical RC có nghĩa là cái cung vòng cung vertical là theo hướng dọc ha, vòng cung dọc này, vòng cung theo hướng ngang này, rồi là gì nữa, dọc ngang này, được chưa? Rồi còn cái vertical entry nó chính là ra ra vòng cung nhé, được chưa? Còn horizontal và vertical này nó cũng tương tự ha, được chưa? Còn max ram angle này đó chính là góc dốc tối đa của mình là bao nhiêu nhé, góc dốc ra dao là tối đa là bao nhiêu, còn ram here có nghĩa là chiều dao, chiều cao dốc của mình là bao nhiêu, được chưa? Thì đó là các cái thông số mọi người cần chú ý trong phần Lincoln parameter này, được chưa? Đấy, các cái kiểu như thế này thì mọi người chú ý cho mình. Và một cái phần quan trọng nữa đó chính là cái thằng plane này mọi người nhớ là phải đưa về mặt tốt này. Nó tương tự này, mọi người để ý ba cái mặt phẳng như này thì mọi người phải thiết lập cho nó đúng này, được chưa? Ok, có lần thì nước thì mọi người thêm mật mở nước lên nữa, được chưa? Đó đấy, thì là các cái thông số nó khá là đơn giản như vậy, nhưng mọi người nhớ chọn thiết lập làm sao thay đổi liên tục làm sao cho cái đường chạy dao cuối cùng của mình nó ổn định nhất, được chưa? Rồi sau đó mọi người tích ok và tích tính lại đường chạy dao. Ok, tính đường chạy dao và mọi người có thể mô phỏng nhé, chờ một chút cho nó tính nhé. Ok đấy, sau khi mọi người tính toán mô phỏng các kiểu xong rồi thì mọi người chọn vào phần là